Ngày 6 tháng 9 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ông Đoàn Ngọc Hải đã có báo cáo gửi Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ huy Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận 1 về việc có số điện thoại lạ gọi điện đe dọa. Báo cáo nêu rõ, trong 3 ngày qua có các cuộc gọi với thái độ rất cực đoan vào máy điện thoại di động của ông Hải. Những người gọi điện thoại đã đe dọa giết cả gia đình ông. Ông Hải cho rằng sự việc chỉ mới xảy ra khi ông trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo dẹp một loạt các bãi giữ xe như bãi giữ xe sau lưng nhà hát thành phố Hồ Chí Minh và trên các tuyến đường Thi Sách, Nguyễn Siêu, Lý Tự Trọng, Công xã Paris. Đây là những bãi xe có nguồn thu cả 100 tỷ đồng mỗi năm và có liên quan đến nhiều đơn vị cá nhân. Để bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình, ông Hải đề nghị Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ huy Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận 1 chỉ đạo điều tra, xác minh hai số điện thoại 0017202472813 và 0931699301. Đây là những số thường xuyên gọi để đe dọa ông Hải. Việc ông đề nghị như vậy không phải do ông lo sợ những kẻ giấu mặt đe dọa, bởi nếu sợ bị trả thù thì ông đã không xử lý mạnh những vi phạm trong việc lấn chiếm vỉa hè để lập lại trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn quận 1. Tuy nhiên, cần phải tìm ra những kẻ chủ mưu nhắn tin dọa giết gia đình ông để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. Trong báo cáo của mình, ông Hải còn cho biết hàng đêm khi ông đi xử lý vi phạm vỉa hè, thường xuyên có một, hai người lạ đi xe máy bám theo và đến tận nhà ông, thường là 12 giờ đêm. Như thanh niên đã phản ánh, từ khi Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương tái lập trật tự mỹ quan đô thị, đến nay cơ quan chức năng quận 1 được đánh giá là hưởng ứng tích cực nhất, hành động quyết liệt từ việc xử phạt người tiểu bậy nơi công cộng đến việc xử phạt lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dẹp các bãi xe. Trong các đợt ra quân xử lý vi phạm, với vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị, ông Đoàn Ngọc Hải thường xuyên làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý. Ngoài hàng loạt bãi xe trên vỉa hè bị dẹp bỏ, có hơn 6.900 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị lập biên bản xử lý với tổng số tiền phạt hơn 3,2 tỷ đồng.